con em, hôm nay mình sẽ combo cho anh em cái deck Motronic ha. Thì có một bạn trong nhóm kêu mình combo deck này ha. Ok, mình sẽ combo như sau. Thì Motronic chưa có cái card này là thấy lỗ rồi anh em nha. Mình sẽ kích hoạt WK ha. Để mình W ba cái này lên ha. Tức là mình sẽ có ba con này nha. Ở đó thì anh em sẽ dùng một cái con này, anh em sẽ lên con Liquidable ha. Đấy. Rồi. Từ đó thì anh em lên xong rồi thì anh em sẽ có thể kích cái này ha. Thì con này nó sẽ đắt cái ngầu và auto để lấy con kia lên nha anh em. Tôi lấy con kia lên. Rồi. Lúc này anh em cứ lấy hai cạc rồi anh em mình chịu họ tiếp ha. Đó. Chết. Rồi. Sau đó thì anh em lại kích tiếp để lấy cạc kia lên. Đó. Đó. Rất là đơn giản ha. Anh sẽ cùng đời và gạt nào đã kích rồi thì anh em lấy nó để lên lên tiếp nhé. Rồi thì em sẽ chịu hồi linh nhé. Ok chưa? Sau đó thì anh em sử dụng hai kẹt để anh em lên con Astrom Airform. Con này nó sẽ cho biến cái con lên này nè thành con scroll nè. Ok, sau đó thì anh em lại kích những con kia lên nhé. Sau đó thì anh em sẽ sử dụng hai con này để lên con Romaiden nè. Ok, là kích tiếp. Thì con Romaiden này nè nó sẽ sử dụng cái này để lên lên chào nè chào. Ok chào là hết thì em có thể kích hoạt chào là chú ý là bỏ bài xuống thôi chứ cái này là bỏ bài xuống thôi nhé. Thì ba này anh em có thể phải đấy là con này đấy. Rồi. Thì từ con cha này này anh em có thể sử dụng để lên con Red này. Ok tiếp ha. Em vẫn có thể lên lại con này thì có Hot Red này nè. Thì em có thể lên Baron. Đó là em là kích tiếp. Cho nên lần này em có thể chịu hồi lại con này. Đây. Sau đó thì pha này thì em có thể lên Natu Rabbit. Thì từ đây anh em có thể kích hoạt này tiếp hả? Em có thể kích hoạt Biden. Biden. Thì em nghĩ là có Hot Red. Sau đó thì anh em lại có thể lên con Aero. Anh em sẽ có ba cái này gây ha. Ba cái này gây. Thì nói chung là nếu mà có thêm bài nữa thì có thể là lên tiếp nữa được anh em. Đây là tiếp được. Thì vậy thôi nha. Ok chứ. Rồi. Con này có thể lên gây spell ha. Chung là nó không không đánh được quá. Ba này thì ba như vậy là quá mạnh rồi.
thì và này thì anh em có thể chi view một lá ha, là có thể chi view lá để bắn vài kia thôi. Ok, co đánh rồi, chưa em công với ba anh em.